Vâng, kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tuổi Bóng Đá. Kính thưa quý vị, cận cảnh đội tuyển U19 nữ Việt Nam đả bại đội tuyển U19 nữ Myanmar để chúng ta tiến tới vào trận chung kết của giải U19 Đông Nam Á. Các cổ động viên rồi báo chí truyền thông của những Indonesia, Thái Lan và khắp Đông Nam Á đã đồng loạt nói về đội tuyển U19 Việt Nam. Đội trưởng của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha nói về đội tuyển nữ Việt Nam và điều này chắc chắn sẽ khiến cho Mỹ cảm thấy vô cùng nóng mặt. Đó là một số những thông tin chính mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin của Tuổi Bóng Đá ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, ở giải U19 nữ Đông Nam Á thì những cô gái vàng của Việt Nam chúng ta đã giành vé để có mặt ở trong trận chung kết. Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển nữ Myanmar với tỷ số 2-1 trong trận đấu vừa kết thúc vào buổi chiều ngày hôm nay, ngày 13 tháng 7. Với đội tuyển U19 nữ Việt Nam ở tại vòng bảng thì chúng ta đã không hề khó khăn một chút nào để chúng ta có được ngôi vị đầu bảng B, khi mà chúng ta thắng đội tuyển U19 nữ Singapore với tỷ số đó là 5-0. Và thậm chí chúng ta còn có một chiến thắng đậm đà hơn rất nhiều khi mà đối đầu với Malaysia, đối thủ cũng đã đánh bại Singapore với tỷ số 1-0. Và kết cục là chúng ta đã có được một chiến thắng với tỷ số đó là 6-0 trước đối thủ này. Chính vì vậy mà vừa qua thì đối với đội tuyển U19 nữ Việt Nam, huấn luyện viên Akalisi đã không có nhiều những sự thay đổi về đội hình trong trận đấu gặp đội tuyển U19 nữ Myanmar vừa qua. So với hai đối thủ trước thì trình độ của đội tuyển U19 nữ Myanmar đương nhiên là tốt hơn rất nhiều. Do vậy một thế trận được duy trì trong sự cân bằng ngay từ phút đầu tiên, từ những giây phút khi mà bắt đầu trọng tài có tiếng còi khai cuộc. Thậm chí thì chính những cầu thủ của đội tuyển U19 nữ Myanmar mới là đội bóng khiến cho đội tuyển U19 Việt Nam phải nhận bàn thua đầu tiên ở giải đấu này. Thế nhưng sau đó với việc đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã bắt đầu lấy lại thế trận, chúng ta tổ chức những đợt triển khai tấn công, giành quyền chủ động và có những phần triển khai bóng bên phần lớn phần sân của đối phương. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã có được bàn thắng của tiền đạo còn rất trẻ, đó là Ngọc Minh Truyền, với một cú đánh đầu cận thành san bằng tỷ số đó là 1-1. Và chính bàn thắng này cũng đã giúp cho đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã giải tỏa được vấn đề về mặt tâm lý. Và bước sang hiệp 2, khi mà đội tuyển U19 nữ Myanmar tiếp tục chơi lấn lướt ở trong những phút đầu tiên, thì một lần nữa hàng thủ của đội tuyển U19 Việt Nam vẫn có thể đứng vững. Khi trận đấu còn khoảng 15 phút nữa thì huấn luyện viên Akalisi đã có rất nhiều những sự thay đổi. Và chính cái điều đó cũng giúp cho đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã thi đấu khởi sắc hơn. Chúng ta lấy lại được thế trận, thế nhưng chúng ta không có được bàn thắng. Và buộc hai đội đã phải bước vào 30 phút ở trong hai hiệp thi đấu phụ. Vì vậy mà đó là một trận đấu mà chắc chắn đã khiến cho cả hai đội bóng cũng như là Việt Nam và Myanmar đã mất sức rất nhiều. Thế nhưng với đội tuyển U19 nữ Việt Nam thì chúng ta vẫn có được bàn thắng để chúng ta có được chiến thắng với tỷ số chung cuộc, đó là 2-1, khi mà Lê Thị Trang một mình đi bóng tốc độ rồi dứt điểm từ cánh phải ở cái ly rất gần, nâng tỷ số lên 2-1 dành cho đội tuyển U19 nữ Việt Nam. Và như vậy là với đội tuyển U19 nữ Việt Nam, mặc dù đã rất nhiều lần chúng ta đối đầu với những Myanmar ở cả cấp độ U19 mà xa nữa ở cấp độ tuyển quốc gia, luôn luôn là những trận đấu khó khăn. Thế nhưng có một điều vô cùng đặc biệt là cái kết quả cuối cùng thì hầu như cũng đều là chiến thắng dành cho bóng đá của đội tuyển nữ Việt Nam thôi. Đó là trận đấu không hề dễ dàng một chút nào, rất nhiều lần như vậy rồi và cũng rất nhiều lần chúng ta bị đối thủ dẫn trước và đối mặt với một thế trận cực kỳ khó khăn. Thế chúng ta vẫn biết cách vượt qua để chúng ta có được chiến thắng chung cuộc cuối cùng. Vì thế mới thấy được rằng là bóng đá nữ Việt Nam của chúng ta vẫn thực sự là đẳng cấp. Tôi nghĩ rằng là như vậy, bởi thực tế khi mà rơi vào những hoàn cảnh khó khăn trong rất nhiều lần rồi, thế chúng ta vẫn biết cách vượt qua. Và đó đẳng cấp của đội bóng số 1 tại Đông Nam Á hiện nay, đúng không ạ? Xin gửi lời chúc mừng dành cho đội tuyển U19 nữ Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đối thủ của chúng ta sẽ là ai? Hoặc là Indonesia, hoặc là Thái Lan trong trận đấu diễn ra vào lúc 19:30 chiều ngày hôm nay, ngày 13 tháng 7 nhé. Và đặc biệt, vừa qua các cổ động viên của khắp Đông Nam Á, và đặc biệt đó chính là các cổ động viên của Indonesia, họ đã theo dõi trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Myanmar. Rất nhiều những bình luận mà tôi thấy rằng là hầu như là các cổ động viên của Indonesia đều cổ vũ dành cho đội tuyển Myanmar thôi. Và thực tế thì cũng đúng, bởi hiện nay thì với bóng đá của Việt Nam, kể cả là bóng đá nam hay bóng đá nữ, thì Indonesia họ vẫn gặp rất nhiều những cái bất lợi và thực sự là đuối hơn rất nhiều so với tuyển nữ Việt Nam. Giờ đây thì chúng ta đều thấy rằng là ở trận đấu giữa Indo và Thái Lan, tôi cũng không rõ rằng kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Thế nhưng với người Indo thì có lẽ họ cũng không mong muốn phải đối mặt với đội tuyển U19 nữ Việt Nam đâu. Thế nhưng bên cạnh đó thì hầu như tất cả các cổ động viên của khắp Đông Á cũng đều gửi những lời chúc mừng dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và đặc biệt đó là truyền thông của Indo và Thái Lan, những tờ như Siam Sport hay Indo Sport cũng đã nói rất nhiều và họ cũng đều gửi những lời chúc mừng dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Còn hiện nay chúng ta hãy cùng chờ xem là đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam đó là Thái Lan
hay là Indonesia ở trong trận đấu cuối cùng ở chung kết nhé. Còn thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn đó là thông tin liên quan đến đội tuyển nữ Việt Nam. Mới đây thì đội trưởng của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết World Cup nữ sắp tới, đã nói với đội tuyển nữ Việt Nam và điều này chắc chắn sẽ khiến cho đội tuyển Mỹ họ cũng cảm thấy vô cùng nóng mặt. Cụ thể đó là đội trưởng Carole Costa thể hiện một sự tôn trọng rất lớn đối với đội tuyển nữ Việt Nam và cũng đã so sánh đội tuyển nữ Việt Nam với các đội bóng mạnh khác ở bảng E của World Cup nữ 2023 khi mà cô ấy có một cái chia sẻ như thế này. Đó là những đội bóng khác nhau thì chúng tôi sẽ đối mặt với họ với cùng một cách để chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi muốn thắng cả 3 trận đấu này. Cách chúng tôi làm đó là nhận ra những đặc trưng của từng đội tuyển và tôn trọng họ là như nhau. Đó là những gì mà tuyển thủ của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha có chia sẻ trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Được biết thì cầu thủ này đã từng ra sân 150 lần cho đội tuyển quốc gia và cô chính là cầu thủ ghi bàn quyết định ở vòng loại giúp cho đội tuyển Bồ Đào Nha lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ. Ở vòng chung kết thì được biết Bồ Đào Nha là một trong những đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam. Và nói về các đối thủ sắp tới thì tuyển thủ này tiếp tục có chia sẻ rằng: "Chúng tôi sẽ vượt qua từng trận đấu một. Tôi tôn trọng tất cả các đội tuyển, thế nhưng tôi tự tin vào chính bản thân của mình. Đoàn kết và tập trung vào nhiệm vụ, chơi bóng từng trận đấu một và chúng ta sẽ chờ đợi điều gì sẽ xảy ra. Đội tuyển Việt Nam, Hà Lan hay là đội tuyển Mỹ thì họ cũng đều mạnh và chúng tôi coi họ giống nhau mà thôi. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi vẫn là biết cách vượt qua chính mình và biết cách vượt qua tất cả các đối thủ để có mặt ở trong vòng đấu tiếp theo." Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ 2 của vòng bảng và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 14h30 phút ngày 27 tháng 7 trên sân vận động Waikato. Và trước đó thì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ chạm trán với đội tuyển Mỹ ở trong trận đấu ra quân vào ngày 22 tháng 7. Vâng, và hiện nay thì những thông tin quan đến đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là những thông tin mà chắc chắn tôi nghĩ rằng ai cũng quan tâm cả thôi. Và vừa qua thì AFC cũng có những chia sẻ rất nhiều về đội tuyển nữ Việt Nam. Mới đây thì bên phía Liên bóng đá của châu Á AFC cũng đã có khẳng định rằng đội tuyển nữ Việt Nam hiện nay đang đối mặt với những trận đấu khó khăn nhất ở trong lịch sử và họ ghi nhận những sự tiến bộ của đội tuyển nữ Việt Nam. Thế nhưng bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những sự lo lắng dành cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Nói về đội tuyển nữ Việt Nam thì mới đây AFC họ có chia sẻ như thế này: "Việt Nam đến với World Cup với một đội hình ổn định, ngày càng cải thiện sau màn trình diễn tại bóng đá nữ vô địch châu Á 2022, nơi họ đã đánh bại Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa ở vòng quay lượt để giành vé. Hai trong số các cầu thủ ngôi sao của họ Huỳnh Như và Thành Nhã sau đó còn đánh bại cả Myanmar để giành huy chương vàng tại SEA Games 32. Đội bóng của huấn luyện viên Đức Chung sẽ phải đối mặt với một trận đấu ra quân có thể coi rằng là khó khăn nhất lịch sử của đội bóng này khi họ phải đối đầu với đương kim vô địch và từng 4 lần vô địch World Cup, đội tuyển nữ Mỹ, trước khi gặp á quân của Hà Lan và Bồ Đào Nha ở trong bảng E, được ví như là bảng tử thần của World Cup nữ 2023 vậy. Thế nhưng hiện nay thì với AFC, họ vẫn tin rằng đội tuyển nữ Việt Nam đang có sự tiến bộ và hoàn toàn mang đến những sự bất ngờ và làm tốt hơn những gì mà Thái Lan đã từng làm khi mà nhận một trận thua với tỷ số 13-0 trước đội tuyển Mỹ. Kết lại thì AFC cũng hy vọng rằng và thầy trò Hồng Văn Bất Trung sẽ thi đấu thật tốt để làm sao giúp cho bóng đá của Đông Nam Á cũng như châu Á có được sự tôn trọng của bạn bè quốc tế và khắp thế giới nữa. Và đó là một số những thông tin mà chúng tôi muốn chắt lọc và gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin của Tuổi Bóng Đá ngày hôm nay. Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào về những thông tin này thì hãy để lại cho Tuổi Bóng Đá một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuổi Bóng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.